nay sẽ có hai loại xe buýt để về trung tâm quận nhất Sài Gòn. Xe màu cam này, Lít cũng sẽ lên xe này để đi luôn. Rồi, Lít sẽ lên cái xe buýt. Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Gần đây thì có nhiều cô bác anh chị mình về tới sân bay Tân Sơn Nhất Sài Gòn nè. Một số người là có hành lý rất là gọn nhẹ và muốn trải nghiệm là đi xe buýt từ sân bay về trung tâm quận nhất Sài Gòn, cho nên là có hỏi Nick là có dịp review là cách nào để đón xe buýt, trạm ở đâu và đi như thế nào về trung tâm quận nhất Sài Gòn, ví dụ là tới chợ Bến Thành chẳng hạn. Thì hôm nay có dịp ở sân bay Tân Sơn Nhất, Nick sẽ đi trải nghiệm và quay chia sẻ luôn hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm quận nhất Sài Gòn cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng xem. Và bây giờ mời các bác anh chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta trải nghiệm xe buýt từ sân bay về trung tâm quận nhất nhé. Đây là khu vực đến của ga quốc tế. Trước mặt quý cô bác anh chị và các bạn, đây là lối ra. Từ bên trong đi ra ngoài, nếu mà các anh chị mình về hướng tay trái của mình á thì sẽ qua cây cột số 8, đi dài xuống kia cây cột số 5, số 4 là sẽ đón được taxi truyền thống, hoặc là qua bên kia đường sẽ là đón xe taxi công nghệ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đi xe buýt thì từ bên trong đi ra, chúng ta sẽ vào tay phải nè, đến theo cột cái cột số 9 á, cột số 9, rồi đi thẳng xuống dưới kia thôi. Bay bay tới rồi. Rồi đi thẳng xuống phía dưới là Nick sẽ chỉ cho mình cái hướng mà chúng ta để đi đón xe buýt nha. Hôm nay sân bay cũng rất là đông, bây giờ là khoảng là gần 3 giờ chiều thôi. Không biết là các chuyến bay từ những nước gần gần thôi, xuống mà quá trời đông khách luôn. Rồi tới đây nè, mình sẽ thấy cái bảng để đón xe buýt hoặc là xe đi Vũng Tàu. Buổi chiều mà khách cũng quá trời đông luôn nè. Rồi ngay đây mình sẽ thấy là cái vạch. Hello, where you go? Đây cái vạch băng qua đường thôi, thì trước mặt thôi, băng qua cái lane phía ngoài này là sẽ thấy là có xe buýt Phương Trang rồi. Bus Phương Trang màu cam đỏ đây, là để rõ là xe buýt Sài Gòn sân bay Tân Sơn Nhất, hoặc là đi từ đây sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm quận nhất Sài Gòn thôi. Thêm một điểm đón taxi công nghệ bên kia đường nữa thôi nè. Thì ở đây sẽ có hai loại xe buýt để về trung tâm quận nhất Sài Gòn. Xe màu cam này thì giá vé như là khoảng 15-20 ngàn vậy đó, không nhớ. Nhưng mà xe này gọn đi cũng nhanh nè, phía sau có chỗ để hành lý, trên đây mười mấy chỗ thôi. Đây là bus 109 nha đó. Còn nếu mà chúng ta muốn đi xe lớn hơn, rộng hơn tí thì là xe bus 152. Ở đây là đi từ khu dân cư Trung Sơn, ghé chợ Bến Thành, rồi ra sân bay Tân Sơn Nhất, và đi ngược lại cũng giống như vậy. Thì xe bus màu xanh này là có nhiều chuyến để giá trên đây luôn nè. Đó, 5.000 đồng, 6.000 đồng, 7.000 đồng lượt, tùy theo cự ly mình đi. Nhưng mà nhìn chung là 5.000 thôi. Bây giờ có xe đi nè, Lít cũng sẽ lên xe này để đi luôn. Rồi, Lít sẽ lên cái xe buýt 152 này. Đây, chỗ ngồi nè. Bus này thì là bus chạy mỗi ngày luôn, từ sáng 5-6 giờ sáng là đã chạy cho tới 6-7 giờ chiều.
Tuy nhiên là bus 152 này thì chiều tối ở từ sân bay này sẽ nghỉ sớm hơn, có thể là 6 giờ là hết rồi. Để thấy là khách nước ngoài cũng đi nè, khách Hàn Quốc cũng lên xe đi nè, khách Nhật nữa nè, hai vị khách Nhật này cũng đi nè. Rồi từ ga quốc tế là xe sẽ chạy qua ga quốc nội, thì ai mà đi từ ga quốc nội cũng có thể là đón được luôn. Đây là làng B của ga quốc nội đây. Ở bên trong kia là làng A là sát bên trong nha, phải băng qua đường tới làng B. Còn bên đây làng C là đón taxi nè. Và vô bên trong nhà xe là đón taxi công nghệ của bên ga quốc nội. Ai, chỗ làng D. Ô, xin lỗi, làng này là làng B. Làng B này là xe đang dừng ở B7. Ở chỗ đón xe bus của bên ga quốc nội. Thì cả xe bus 152 hoặc là bus 109 của Phương Trang cũng đều qua đây ghé và đón khách nha. Chỉ trừ phi là trạm không có người thì xe sẽ chạy luôn. Còn nếu mà có người đứng vẫy đón chờ thì xe sẽ dừng lại đón. À, trên bus 152 này có chị này là nhân viên để đi bán vé nha. Có hành lý lớn thì thêm một vé nữa, còn không có hành lý một cái ba lô gọn nhẹ thì là không có tính. 10,000. Chị xem mình buổi chiều tối mấy giờ là từ đây cách hết hả chị? 19 giờ là chặn chuyến cuối cùng tại ga quốc tế hả? Hai đầu bến. 19 giờ là 7 giờ. Dạ. Cảm ơn. Còn buổi sáng từ mấy giờ hả chị? 5 giờ 15. Dạ, cảm ơn chị. Và 5 giờ 15 buổi sáng là đã có xe từ ở đây về trung tâm Sài Gòn rồi. Còn nếu mà chuyến cuối cùng ở ngoài sân bay cả ga quốc tế và cả quốc nội là chuyến 7 giờ tối ha. Ở giờ đó các anh chị mình nếu có đi là trong khoảng thời gian đó là chúng ta bắt xe đi đây. Đây mấy vị khách Nhật. Đây là những cái hành lý của khách Nhật nè. Một cái hành lý tính thêm một vé. Một vé là 5.000 thôi. Người cũng 5.000. Đó là đi hành lý gọn nhẹ là đón xe bus đi được nha. Còn hành lý mình bự hơn chút thì nó nghĩa là khuyên nên đi cái xe bus 109 của Phương Trang. Bởi vì xe đó là phía sau á, cái khoảng để hành lý nó gọn và nó không có bị chiếm chỗ hành lang của người ngồi ở trên dãy ghế nha. Còn đây là để dọc theo hành lang ở trên bên trong bụng xe nè. Cho nên là nhiều hành lý quá mà hành lý lớn quá thì nó mình xách nó hơi mệt thôi, chứ còn xe thì vẫn cho lên nha. Hành lý lớn cỡ nào xe vẫn cho lên, chỉ là sắp mình cực thôi. À, còn hành lý nhỏ thì lên xe này để tương đối gọn thoải mái. Một cái hành lý gì 5.000 một vé, một người 5.000. Đây nếu thấy một cái xe trung chuyển bến xe miền Đông của xe Phương Trang, vừa xe bus vừa chạy qua. Bây giờ cái khoảng thời gian này là cuối năm nên là
xe trên đường từ sân bay đi đoạn này ra cũng rất là đông. Xe hồi nãy chị xót vé, chị đưa vé cho Nick nè, vé 5.000 đồng, một cái vé 5.000 đồng cho một hành khách và thêm một vali nữa là một vé nha. Cứ mỗi một vali lớn lớn tí là một cái hành lý là được tính một vé, cũng khá là rẻ rồi, 5.000 đồng là mọi người, một người một hành lý, tổng cộng là hai vé là 10.000 đồng, quá rẻ phải không? Sắp tới trạm vòng xoay Lăng Chà Cả, khu vực này là giao thông rất là nặng luôn. Giao thông này, khu vực này thường là kẹt rất là nhiều nha. Thì trên xe cũng có thông báo đến trạm nào để quý khách mà muốn xuống thì thông báo hoặc là nhấn chuông thông báo hoặc là báo cho nhân viên, báo cho tài xế biết để dừng lại thả mình xuống. Rồi đi thẳng tí nữa là tới dòng xoay Lăng Chà Cả rồi. Hướng đó là vẹo Cộng Hòa vòng xoay, nhưng mà xe sẽ không đi hướng đó mà dòng xuống đường này, đi ngang công viên nè. Để tí nữa ra đường phía dưới kia về trung tâm quận nhất Sài Gòn. Đây là những vị khách đến từ Nhật nè. Konnichiwa. Rất là vui vẻ đi cùng xe buýt đây. Dừng một trạm đón khách lên tiếp. Chỗ này là ngã tư, bên kia là lối đi vào ngược trở lại vào sân bay. Còn hướng bên đây là một hướng là đi đường Hoàng Văn Thụ về Phú Nhuận và Bình Thạnh. Còn hướng bên đây là về quận 3 và trung tâm quận nhất Sài Gòn. Bây giờ thì xe đang chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Tí nữa qua cầu Công Lý sẽ nối với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Hiện tại thì đang đoạn này bên trái là thuộc quận Phú Nhuận, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận. Ở đây có ngôi chùa nằm ở chỗ ngã ba nè, rất là đẹp nha. Đi ngang chỗ đường rây xe lửa. Rồi sẽ tới trạm là trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, ai cần xuống thì thông báo. Đây là đang đi ngang đường Nguyễn Đình Chính, trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận bên trái. Đang đi ngang qua đường Trần Huy Liệu. Bên trái là có một cái thánh đường Hồi giáo của người Hồi. Rồi có người hoắc xe nè, đứng ngay trạm đón xe và lên. Chắc là hết chỗ phải đứng rồi.
giờ lên cầu thôi. Bây giờ đi qua cầu Công Lý nè, qua bên tới bên kia thuộc quận 3 rồi. Rồi tới trạm chùa Vĩnh Nghiêm, bên tay phải đây, chùa Vĩnh Nghiêm nè. Còn nếu mà đón ngược lại đi hướng Sân Bay thì qua bên kia đường ở chỗ cái bạn đó. Rồi bên đây là có nhiều quán chai trong mấy cái hẻm đây nè, là trung tâm Phật học. Ôi, phía trước một cái tòa nhà cao màu trắng rất là đẹp, đó là khách sạn 5 sao La Villa. Khách sạn này ở trên nó có một cái hồ bơi tuốt trên cao, rồi cái quán bar buổi chiều tối chiều mát mà lên đó ngồi uống nước ngắm cảnh Sài Gòn rất là chill nha. Có dịp thì nick lên đó trải nghiệm và quay review chia sẻ cho quý cô bác chị mình xem. Ở trong đây cũng có cinema luôn của CGV nè. Bây giờ đang trang tí trí tới tình nè, chưa xong, có mấy cây đào, cây mai, rồi lồng đèn. Giờ đang đi ngang chỗ là viện Pasteur, ở đây cũng có trạm, ai cần xuống thì thông báo để xe dừng xuống nha. Và phía trước mặt đây là đường Võ Thị Sáu, giờ đi ngang ngã tư Võ Thị Sáu. Kế là trường Lê Quý Đôn. Xe này taxi xanh nè. Taxi xanh này tổng đài 1900 2088. Bây giờ ở thành phố nào ở Việt Nam cũng có hết. Taxi xanh này là của tập đoàn VinFast. Bây giờ thì xe đi ngang qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai,
Và qua đoạn này thì thuộc quận nhất rồi. Bên phải là Dinh Độc Lập. Rồi, xe sẽ đi ngang nè, công viên Thống Nhất nè. Xuống ở đây cũng gần đây có trạm trước Dinh thôi. Bây giờ nếu mà đi qua đây thì qua công viên rồi tới nhà thờ Đức Bà ở bưu điện thành phố. Và đang có sự kiện chuẩn bị cho giải marathon vào ngày mai. Sân khấu chặng đường là Dũng rồi. Rồi, xe khách tham quan Dinh Thống Nhất đầy bên phải nè. Thẳng xuống đây đi ngang qua đường Hàng Khuyên. Đi ngang đường Hàng Khuyên, tí nữa là đi ngang đường Lý Tự Trọng. Ở đây có một cái chỗ gọi là street food. Khu vực này rất là vui nè. 134-136 năm kỳ khởi nghĩa, đa số là khách nước ngoài đến đây là ăn uống, cũng bị ăn vặt ở đây. Cũng lý thú lắm, chỗ này mở trong năm 2023 thôi. Có nhiều người chưa biết chỗ này. Rồi, đây là đường cắt ngang Nguyễn Du nha. Xuống tí nữa là đường Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng xong rồi tới Lê Thánh Tôn. Khu vực bên phải là tòa án tối cao bên phải đây. Đây là Bách Tùng Diệp, công viên này ngay trung tâm rồi. Rồi phía trước đó là Dinh, ngày xưa là Dinh Vĩnh Long, bây giờ là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngay chỗ này là đi ngang qua Lê Thánh Tôn, chùa Ông. Chỗ này mà nếu mà muốn đi qua chợ Bến Thành thì ngay chỗ Lê Thánh Tôn này là lại bò rất là gần luôn. Tới mấy khách sạn ngay phía sau của chợ rất gần lắm, chừng khoảng là 200m thôi mọi người. Nếu mà xuống trạm ngay đây nè, giữa Lê Lợi với lại Lê Thánh Tôn đó, trạm sẽ dừng ở đây. Đi ngược lại phía sau thôi là tới Lê Thánh Tôn, đi rẽ trái đó chừng 100m, 200m là tới chợ Bến Thành. Rất là gần nha. Còn trước mặt đó là ngã tư đường Lê Lợi rồi, đại lộ Lê Lợi. Và ở đây thì phải ngồi để đi qua tới trạm đường Hàm Nghi mới xuống được, thì cũng là gần chợ Bến Thành. Rồi, Sài Gòn Center Takashimaya, đại lộ Lê Lợi, nhà hát thành phố dưới kia. Rồi bên đây cũng một cái khu chợ Sài Gòn Square rất là đông luôn. Cái đầu xe quá trời người. Rồi đây là đi ngang ngã tư Huỳnh Thúc Kháng và gần trường dạy nghề Cao Thắng. Rồi tới tí nữa đây là đại lộ Hàm Nghi, về phải là tới trạm rồi. Ai xuống chợ Bến Thành thì có thể xuống trạm này. Rồi Nick sẽ xuống nên bấm cái chuông này thông báo nè. Rồi xe sẽ xuống ở trạm này, đại lộ Hàm Nghi hay còn gọi là trạm chợ Bến Thành nè. Đây xe sẽ dừng đây. Rồi Nick sẽ xuống ở chỗ này.
đó là xe 109. Nếu mà ai đi tiếp về khu Trung Sơn quận 8 thì là ngồi tiếp trên xe, còn ngay chỗ này đi lên tí nữa là tới chợ Bến Thành nha. Rõ, để cái bảng rất là rõ, bus 109, 152 về đi ngang đây nè, từ sân bay về sẽ xuống trạm này hết. Thôi bây giờ Nick sẽ đi thẳng lên tí nữa là tới chợ Bến Thành luôn, chỉ cho cô bác anh chị mình biết là khu vực chợ Bến Thành. Rồi thẳng lên tới đây là bắt đầu tới vòng xoay chỗ trước chợ Bến Thành rồi. Đây rồi, công trường Quách Thị Trang. Giờ băng qua đường là nhìn thấy chợ Bến Thành trước mặt rồi. À, chợ Bến Thành nha. Còn từ xa Nick thấy quý giờ này 3 giờ khoảng gần 3 rưỡi là trời còn nắng mà cũng rất là nhiều tảo dài đó chụp ảnh rồi. Trước đó Nick quay buổi sáng trước chợ Bến Thành thì đông lắm, buổi sáng trời mát nên cực kỳ đông, nhiều người ra chợ Bến Thành chụp ảnh với tảo dài kỷ niệm cho những ngày Tết, những ngày mùa xuân. Buổi chiều vẫn cũng rất đông người chụp hình trước chợ Bến Thành. Và như vậy là Nick vừa hoàn thành một cái chuyến đi đón xe buýt từ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm quận Nhất Sài Gòn ngay trước khu vực chợ Bến Thành. Nick nghĩ là thời gian đi hồi nãy Nick có coi thì khoảng trong vòng 20 phút cũng khá là thuận tiện nè. Và xe thì chạy cũng êm, cũng thoải mái mà không có lo sợ vấn đề nhiều tai nạn xã hội mà trước đó mọi người hay nói là đi xe buýt bị vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà riêng chuyến xe buýt ngày hôm nay đi Nick thấy là rất ok, thoải mái nha. Nên là các bạn chị mình muốn trải nghiệm xe buýt từ sân bay về trung tâm quận Nhất Sài Gòn có thể lựa chọn bus 152 hoặc là bus Phương Trang 109 cũng được. Thấy rẻ, thật sự là bus 152 có 5.000 bạc, 5.000 đồng thôi, rẻ quá, Nick là không có hành lý nên là cái vé là có 5.000 thôi, thật sự là không thể nào rẻ hơn được nữa. Còn bus Phương Trang thì xe đó hình như là 15-20.000 thì thật sự cũng không có gì gọi là đắt á, rất là dễ để đi phải không ạ? Hy vọng là qua video clip này của anh chị mình chưa từng đi từ sân bay về trung tâm quận Nhất Sài Gòn thì có cơ hội chúng ta biết thêm được cái tuyến xe này và từ đó chúng ta tự tin được hơn nè để có thể là trải nghiệm xe buýt nếu mà hành lý gọn nhẹ từ sân bay đi về trung tâm quận Nhất Sài Gòn rất là dễ dàng nha. Rồi video clip của ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.